Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái phần thống kê của học phần xác suất và thống kê. Ở chương số 7, ta sẽ bàn về mẫu ngẫu nhiên hai chiều. Thì trong cái phần chương 6, chúng ta đã nghiên cứu về mẫu ngẫu nhiên một chiều rồi. Bây giờ ta sẽ bàn về mẫu ngẫu nhiên hai chiều, có nghĩa là những cái mẫu ngẫu nhiên mà nghiên cứu hai cái biến kinh tế khác nhau. Thì trong cái chương này chúng ta chỉ tập trung vào một vài cái đặc điểm trọng tâm sau đây thôi và một số kỹ thuật tính toán thông thường. Đầu tiên là chúng ta sẽ nắm cái định nghĩa mẫu ngẫu nhiên hai chiều là gì. Là cái mẫu ngẫu nhiên hai chiều có kích thước n, nó là một cái tập hợp gồm n đại lượng ngẫu nhiên hai chiều độc lập, được thành lập từ một cái đại lượng ngẫu nhiên hai chiều x và y và có cùng quy luật phân phối với xy. Như vậy xy này chính là cái mẫu ngẫu nhiên hai chiều của tổng thể. Và một mẫu ngẫu nhiên hai chiều thì người ta ký hiệu là những cái cặp x1 y1 vân vân tới xn yn này. Như vậy một lần nữa các em cũng phải để ý rằng là gì? Các cái mẫu ngẫu nhiên hai chiều này nó độc lập với nhau và nó phải có cùng phân phối với cái mẫu ngẫu nhiên hai chiều của tổng thể này. Nó có hai cái vấn đề mà ta phải lưu ý ha. Vừa độc lập và phải vừa có cùng quy luật phân phối với cái tổng thể đó. Thế tương tự như chương 6 thì chúng ta sẽ bàn về những cái cách mô tả. Thì trong này mô tả một cái mẫu ngẫu nhiên hai chiều thì người ta dùng một cái bảng phân phối tần số đồng thời. Thì bảng tần số đồng thời nó là một cái bảng có cấu trúc như thế này, x và y, trong đó x nhận giá trị từ x1, x2 vân vân tới xk. Và dưới đây người ta có một cái giá trị gọi là mri. Y1, Y2 vân vân tới YH là giá trị mà Y nhận được. Và chỗ này người ta thêm một cái cột bổ sung nữa là NRI, NI. Thế các em để ý nè nè. Thì trong toàn bộ cái bảng này nó có các cái giá trị đây gọi là NRI đây nè. Người ta gọi là những cái tần số đồng thời tương ứng. Ví dụ như N11 chính là gì? Là tần số ứng với X bằng X1 và Y bằng Y1. Vân vân tương tự như vậy. Thế thì cái N1 này là gì? N1 này nó chính là N1 này này, nó chính là tổng cái giá trị của các cái NRI này, của cái dòng đầu tiên này, cộng hết lại thì nó bằng N1 này. Tương tự N2 chính là tổng của các cái dòng các phần tử N ở dòng thứ hai, vân vân NK. Còn cái MRI này nó gồm các M1, M2 vân vân MH này thì nó lại là tổng của các cái cột tương ứng này. Đấy, tổng của các cột tương ứng này. Thế thì sau khi mà cộng lại như thế thì tương tự như ở trong cái chương số 6 thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Từ cái bảng phân phối bảng bảng tần số đồng thời này đó, thì ta xây dựng bảng tần số biên gọi là tần số theo từng cái thành phần xy nó như thế nào. Thế thì rất là đơn giản, cái bảng tần số cho x thì ta lấy cái cột giá trị x có thể nhận được từ x1 đến xk này này, còn tần số tương ứng của nó thì ta lấy từ n1 cho đến nk này. Đó chính là tần số của x. Còn riêng cho y đó thì vì giá trị của y thì nó nhận từ giá trị từ y1 miết cho đến yh. Thế tần số của nó lấy ở đâu? Tần số của nó ta lấy ở cái dòng MRI này. Đấy, từ M1 cho đến MH. Đây chính là cái bảng tần số cho thành phần y. Đấy, tương tự như thế. Đây bảng phân phối tần số thực nghiệm, đúng không? Bảng phân phối thực nghiệm của thành phần x, bảng phân phối thực nghiệm thành phần y được xây dựng như thầy mới vừa nói. Và tương tự ta cũng sẽ có những cái bảng phân phối thực nghiệm của thành phần này nhưng mà theo điều kiện của thành phần kia. Thế ở đây nó sẽ khác so với cái bảng mà chúng ta đã học ở trong cái chương số 4 ở cái chỗ này nè. Đó là cái bảng này nó chỉ lấy tần số thôi chứ nó không phải là bảng 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 phân phối xác suất có điều kiện như ở trong chương 4. Ví dụ như là cái bảng phân phối thực nghiệm của y mà trong điều kiện x bằng xy á, xy này thì người ta lấy cái tần số mà ứng với cái điều kiện của x bằng xy thôi. Đấy, có nghĩa là người ta cố định cái chỉ số của cái dòng y này lại, người ta lấy cái phần tần số này thôi. Và tương tự như thế, ứng với cái bảng phân phối thực nghiệm của thành phần x trong trường hợp y mà bằng y á thì người ta cũng chỉ lấy cái thành phần ở cái tần số đồng thời của cái chỉ số mà ứng với cái y mà nó bằng y ri, cái chỉ số thứ ri này là cố định. Đấy.
Đó là cái bốn cái bảng phân phối mà nó được xây dựng tạo ra từ cái bảng phân phối đồng thời, bảng tần số đồng thời. Thì trong cái phần này để cho nó dễ hiểu, thầy sẽ lấy một cái ví dụ và chúng ta sẽ tính toán một vài cái thông tin ở trên cái bảng số liệu như thế để ta làm quen. Trong cái nội dung chương 7 này thì nó rất là đơn giản ngắn gọn, vì ta đã học ở chương 6 rồi cho nên là áp dụng qua chương 7 nó cũng sẽ nhanh thôi. Thì giả sử như ta có mẫu ngẫu nhiên hai chiều x y như sau, về giá trị thì x cái nhận giá trị là 200, 300, 400, 500. Y thì nhận giá trị là 10, 20, 30, 40, 50. Thì trong này nó có cái phần bộ phận này đây đấy, toàn bộ các cái phần này, các cái ô ở trong này chính là bảng tần số đồng thời. Bảng tần số đồng thời. Thì những cái ô mà để trống như này này, có nghĩa là những cái chỗ này là những cái chỗ mà nó không có giá trị hay là tần số bằng 0. Đấy. Thế bây giờ ở đây đề nó nói rằng là câu A là hãy lập cái bảng phân phối thực nghiệm riêng cho x rồi riêng cho y. Từ đó ta tính các cái giá trị x ngang rồi x phải bình x, có nghĩa là phương sai mẫu điều chỉnh của cái thành phần x. Và đây là giá trị trung bình của x. Tiếp theo là tính cái giá trị trung bình của y trong điều kiện x là bằng 300. Thế ta làm tương tự, bây giờ để lập cái bảng phân phối thực nghiệm cho x và cho y thì ta làm như sau. Thế riêng cho x thì ta lại cộng nguyên cái dòng đầu tiên lại, ví dụ x bằng 200 thì cộng cái dòng này lại thì ta sẽ được cái chỗ này là mấy nè. Đấy, 200 thì ta được chỗ này sẽ là gì? Đây là 60 rồi thì đây sẽ là 70 đúng không? Đấy, tần số của x ứng với đấy, tần số của x mà ứng với giá trị 200 nó sẽ là 70. Rồi tần số của x ứng với 300 thì nó sẽ là đây 60 này, 40 là 100 rồi, đây là 120 này, ta ghi đây là 120 này. 120 này, đó là tần số của x bằng 300. Rồi chỗ này là 400 thì tần số của nó là 140, phải không? 140. Đấy. 140. Rồi, tần số của x bằng 500 thì các em lại cộng chỗ này thì nó sẽ là 70. Đấy. Nên ta cộng nó lại thôi, ví dụ như thế, nên là 60 70 này nha, cộng lại cái đây 60 40 là 120 này. Cái đây 80 20 là 140 này. Cái đây 60 10 là 70 này, đấy đấy. Như vậy ta có cái bảng tần số cho thành phần x. Tương tự cái bảng phân phối thực nghiệm cho thành phần y, ví dụ y là 10 20 30 40 50 thì ứng với y bằng 10 thì tần số của nó đây chỉ có 10 thôi này, tại đây ta cộng cái cột này lại. Đấy là 10 thôi này. Ứng với y bằng 20 thì ta cộng cái cột này lại là 40, 40, 80 là 20 là 100 này. Đấy, 100 này. Đó. Rồi gì nữa? Rồi 30 thì lại cái 20 với 60 là 80 rồi. 80 với 80 nữa là 160. 160 với 30 là 190 này. Đấy, 190. Rồi, ứng với 440 thì ta cộng cái cộng này lại. Đây là 60 với 30 là 90 này, đấy, 90. 90. Rồi chỗ này là 10 này. Đấy. Đấy, đơn giản các em có thể thấy là cái cột này mà cộng lại với cái dòng này cộng lại thì nó sẽ bằng nhau ngay. Đấy. Như vậy ta sẽ có được cái bảng phân phối thực nghiệm cho thành phần y. Đó là đây là giá trị của y nhận được và đây là tần số tương ứng. Đấy. Bây giờ người ta yêu cầu tính x ngang và tính x phải bình phương của x. X phải bình phương x có nghĩa là gì? Phương sai mẫu điều chỉnh của thành phần x thì ta lại dùng cái kiến thức ở chương 6 và ta tính toán thôi. Thì cái này thì ta sẽ dùng máy tính cho nó nhanh đó nè. Đấy, bây giờ để cho nó tiện, giờ thầy sẽ làm lại một lần nữa hồi nãy cái bảng số liệu của chúng ta theo x. Nè, để như thế này cho nó dễ thấy. Đây là x 200, đây là tần số 300, đây là tần số 400, đây là tần số và 500, đây là tần số của x. Đấy, thì bây giờ ta sẽ nhập vào nha. Tương tự ta làm như trong chương 6, đầu tiên là ta sẽ shift setup. Rồi ta sẽ chọn cái gì? Ta bật lên là chọn 4. Rồi chọn 1. Rồi ta bật tần số. Sau đó ta nhập số liệu là ta chọn gì nhỉ? Mode 3. Mode 3 chọn 1. Rồi nó hiện bảng tần số ta nhập vô này, x là 200. 200. Rồi tới 300. Rồi tới 400. Thứ 500.
Rồi, ta nhập cái cột tần số vào. Đây, cột tần số của chúng ta là 70. 70. Tiếp theo là gì? 120. Đấy. Rồi tới 140. Đấy. Rồi cuối cùng là 70. Ok, như vậy là ta đã nhập xong. Thế thì bây giờ ta sẽ tính cái x ngang ra. Đây, tính x ngang. Tính x ngang. Tính x ngang thì ta tính thế nào đây? Thầy sẽ tính x ngang thì ta lại ship chọn 1 và chọn 4. Như chương 6 ta đã làm đây, x ngang nó xuất hiện rồi đây. Và tính x ngang người ta chọn 2. Là bằng. Như vậy x ngang ở đây nó là 352,5. Đây. Như vậy chỗ này nó là 352,5. Yeah. Rồi tương tự như vậy ta tính x phải bình phương theo x thì ta lại ship một tiếp, ta chọn 4. Đây là x phải bình phương là phương sẽ mẫu điều chỉnh, như vậy ta sẽ chọn số 4 này. Đấy, chọn 4. Rồi, là bằng xong rồi ta phải bình phương lên nữa nha, bình phương lên. Đấy, là bằng. Như vậy đây chính là giá trị tìm được của x phải bình phương. Đó là 9517,54386. Đấy. Đó là cái câu A ta đã làm được trong câu A. Được chưa nào? Rồi, bây giờ ta sẽ xóa số liệu đi. Ta giải quyết xong câu A rồi nha. Bây giờ tới câu B. Câu B có nghĩa là bây giờ người ta yêu cầu là hãy tính cái giá trị trung bình của y nhưng mà trong điều kiện là x là bằng 300. Như vậy đầu tiên là các em phải lập cái bảng phân phối tần số thực nghiệm á, của cái y theo x bằng 300 trước. Đây, bây giờ ta phải lập cái bảng của y nha, mà theo x. X là bằng 300. 300. Đấy. Thế bây giờ cái bảng tần số nó là cái gì? Đây, thì các em lập ra. Cái này là tần số của nó. À, thầy tạm ký hiệu là n nha. Thế x bằng 300 có nghĩa là cái giá trị này nó cố định rồi. Thế tần số của nó là gì? Ở đây là ứng với x bằng 10 á, là nó không có tần số, chỗ này bằng 0 rồi nè. Đúng nha. X bằng 20, tần số chỗ này là 40. 30 thì chỗ này là 60, 40 chỗ này là 20 và 50 chỗ này bằng 0. Như vậy ta lấy nguyên cái dòng này là ta bỏ vào thôi. Tuy nhiên với trường hợp cái tần số nó bằng 0 á, thì ta không cần phải lấy y bằng bằng 10 với bằng 50, ta không cần lấy cũng được. Chả sao cả. Như vậy trên đây ta chỉ ghi là 20, 30, 40 thôi. Đấy có nghĩa là về mặt giá trị y nó chỉ có mặt giá trị là 20 nè. Rồi 30 nè. Đấy và 40 thôi. Còn cái trường hợp 10 với 50 á là nó không có tần số, nghĩa là nó không có giá, không có mặt trong cái mẫu số liệu. Đấy, thế thì tần số ứng với 20 là bao nhiêu? Thì cái này do x nó bằng 300 nó cố định rồi, cho nên ta lấy cái 40 này ta bỏ vào. 40. Đấy, cái này nó hơi khác so với bên cái phần xác suất. Đấy, là 60 ta bỏ vào này, đấy, tần số 60. 60. Và đây là gì? Là 20. 20. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ muốn tính cái trung bình có nghĩa là tính cái giá trị này, tính cái giá trị trung bình này. Đây, đây người ta có y ngang này, y ngang. Thì bây giờ ta lại từ cái bảng này ta lập ký tính giá trị trung bình của nó ra. Cái tính giá trị trung bình của nó ra thì ta làm giống y như cái x ngang này mà ta làm đối với x mà thôi. Cái này tương tự, cái này xem như là một cái bài tập để các em tính như là một cái bài tập về nhà vậy. Đấy, đây là những cái phần chính của cái chương số 7 mà thầy muốn truyền đạt với các em. Thì nội dung cái bài học chương số 7 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học sau.